Bản tin sáng 18 tháng 10 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, qua công tác xét nghiệm tầm soát COVID-19 đã ghi nhận thêm 49 trường hợp về từ các tỉnh thành có kết quả triệu chứng PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó về từ Bình Dương là 33 người, Đồng Nai 8, Tây Ninh 3, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Bà Rịa Vũng Tàu 4 người. Tất cả đều được phát hiện trong các khu cách ly tập trung. Cụ thể huyện Đông Hải 14 người, thị xã Gia Rai 4 người, huyện Hồng Dân 2, huyện Phước Long 25, khu nhà ở sinh viên Bạc Liêu 4 người. Trong 49 trường hợp nêu trên có 12 trường hợp dưới 18 tuổi. Trong ngày 17 tháng 10 đã có thêm 9 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số trường hợp xuất viện đến nay là 455 người. Hiện còn 455 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Trong ngày 17 tháng 10 cũng ghi nhận trường hợp tử vong thứ 6 do bệnh COVID-19.